Học viện Sử Lai Khắc đã giành được chiến thắng trước Học viện Tinh La Đế Quốc để tiến vào chung kết của cuộc thi hồn sư cao cấp toàn đại lục. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng vô cùng vui mừng vì cuối cùng họ cũng đi tới bước này. Chu Yi lại yêu cầu tất cả mọi người tập trung. Dọc đường đi, đám người Sử Lai Khắc bất ngờ bị Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia chặn đường để chào hỏi và thách thức. Phía Nhật Nguyệt Hoàng gia tỏ rõ thái độ ngông cuồng. Bọn họ làm như vậy cũng rất hợp lý vì họ có vốn liếng để ngông cuồng. Chu Yi dẫn mọi người đến quan sát trận thi đấu giữa Học viện Đế Áo và Học viện Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đây là cơ hội tuyệt vời để quan sát đối thủ. Trước đó, Học viện Đế Áo đã thua trong cuộc đấu đoàn đội, hiện tại là thi đấu cá nhân. Phía Học viện Đế Áo có đội trưởng Khương Bằng hồn đế hơn 60 cấp. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt, chẳng mất quá nhiều thời gian, Khương Bằng đã giành được chiến thắng. Điều này làm cho gã ta càng thêm tự tin và cho rằng đám người Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế Quốc mượn ngoại lực là hồn đạo khí sẽ vĩnh viễn không sánh bằng mình. Hắn tuyên bố sẽ đánh bại tất cả đối thủ. Lời thách thức này làm cho phía Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng phải nóng mặt. Đội trưởng của bọn họ là Mã Như Long nhanh chóng ra sân đối chiến. Tên Mã Như Long này cũng không phải dạng tầm thường. Hắn ta có thể dự đoán được tất cả công kích của Khương Bằng nên thản nhiên tránh né. Khương Bằng tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Hắn cầm rìu bổ mạnh xuống đất, khiến sân đấu nứt vỡ. Sức mạnh này làm cho Mã Như Long chao đảo. Nhân cơ hội này, Khương Bằng lập tức nhảy đến, bổ xuống một rìu khủng khiếp. Tuy nhiên, Mã Như Long lại phản ứng quá nhanh. Hắn ta lập tức sử dụng một món hồn đạo khí phòng ngự, khiến Khương Bằng bị ăn thua thiệt. Sau đó, tên này lại sử dụng ra một khẩu súng rồi bắn về phía Mã Như Long. Uy lực món đồ chơi này cực kỳ mạnh mẽ, hồn sư hơn 60 cấp lại bị đánh bại một cách dễ dàng. Đến đây thì Học viện Đế Áo đã thua cuộc. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Sa là đội thứ hai bước vào trận chung kết để đối đầu với Học viện Sử Lai Khắc. Một ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết. Sức nóng của trận thi đấu này là không phải bàn cãi nữa. Người người nhà nhà hào hứng đến quan sát. Quán quân có thể nhận được 3 khối hồn cốt và 100 vạn kim tệ. Chiến đội Nhật Nguyệt Hoàng Sa lần này là chiến đội có sức chiến đấu mạnh nhất trong 4.000 năm qua. Mà Sử Lai Khắc thì lại chấp vai chính và phụ lẫn lộn nhau. Công chúa Tinh La dự đoán là Sử Lai Khắc sẽ thua, nhưng hoàng đế lại cảm thấy Sử Lai Khắc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Phụ thân của Đới Thực Hoành là Đới Hậu cũng được triệu tập từ biên cương trở về để quan sát trận chiến. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy ông ta liền không giấu nổi sự tức giận. Trái ngược với điều này, Đới Thực Hoành lại cảm thấy vui mừng vì phụ thân mình đến chứng kiến trận đấu. Đoàn đội Nhật Nguyệt Đế Quốc bước ra sân dưới sự hò reo của rất nhiều người. Hiển nhiên là bọn họ cũng có số lượng fan rất đông đảo. Chu Yi suy đoán rằng đội hình đoàn chiến của phe bên kia có 4 người có hồn lực hơn 50 cấp và chỉ ít là hồn đạo sư cấp 5. Vừa tu luyện hồn lực vừa kết hợp với hồn đạo khí, sức chiến đấu không phải là dạng tầm thường. Tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch là được. Vị giám khảo Phong Hào Đấu La đi xuống sân yêu cầu hai chiến đội bước ra ngoài. Điều kỳ lạ là trong số những người ra sân lại không có Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng. Hoàng đế Tinh La Đế Quốc bước ra phát biểu vài lời rồi tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, Sử Lai Khắc đã xông lên chiến đấu. Từ Tam Thạch định dùng chiêu hoán đổi vị trí với một thành viên phe đối thủ, nhưng ý định này đã không thành công. Một tên thành viên sử dụng món hồn đạo khí dạng khẩu pháo, bắn ra vô số quả cầu năng lượng về phía Đới Thực Hoành. Đới Thực Hoành cũng phóng ra vô số công kích ngăn cản. Mã Tiểu Đào lao tới hỗ trợ ngăn cản. Mã Tiểu Đào xông thẳng vào đội hình kẻ địch rồi bạo phát hồn kỹ thứ 6. Phía Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng hô hào ngăn cản. Bọn họ dựng ra một hàng phòng ngự bằng 3 tấm khiên. Nhưng sức mạnh của Mã Tiểu Đào lại quá lớn, cầu dễ dàng phá tan tấm khiên và đánh cho một thành viên phòng ngự phe đối thủ rơi ra ngoài sân đấu. Những người khác thì tự chọn cho mình một đối thủ để chiến đấu. Trận chiến trên sân vô cùng hỗn loạn. Tên đội trưởng bọn chúng bắn ra một luồng công kích về phía Từ Tam Thạch. Hắn ta nhanh trí hoán đổi vị trí với Tiếu Hồng Trần. Rất may là Tiếu Hồng Trần kịp thời tạo ra một cái kết giới ngăn cản. Món đồ chơi vừa được hắn ta sử dụng là hồn đạo khí cấp 6. Bị tập kích sẽ tự động bật lên, sức mạnh có thể chống lại hồn đạo khí cấp 7. Tương ứng với công kích của hồn sư hơn 70 cấp, điều này đồng nghĩa rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đã dốc rất nhiều vốn liếng vào cuộc thi này. Các thành viên Sử Lai Khắc lập tức bao vây, hắn ta vẫn không hề lo lắng. Hắn ta đã có chuẩn bị sẵn, các thành viên khác lập tức hỗ trợ. Bọn họ phóng ra một món hồn đạo khí cấp 7 giống như chiếc nhẫn. Thứ này biến lớn thành khổng lồ rồi tạo ra một kết giới bao vây 5 thành viên Sử Lai Khắc. Kết giới được tạo ra từ lôi điện. Đới Thực Hoành vừa tấn công vào kết giới thì đã bị giật cho tê tay. Tiếu Hồng Trần một mình đứng vững giữa lòng quân địch.
hắn ta nhanh chóng sử dụng ra sát chiêu tấn công diện rộng, vô số món hồn đạo khí được sử dụng. Các món này tập trung lắp ráp lại thành mấy chục khẩu pháo. Đới Thực Hoành vừa lao đến còn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh bay về sau. Tiếu Hồng Trần được đà tiến lên, hắn ta xả ra một loạt mưa đạn vào các thành viên Sử Lai Khắc. Thái Đầu sử dụng khẩu pháo bắn một kích đáp trả lại, nhưng mà thế công của tên kia lại quá mạnh, đạn pháo ra như vũ bão. Nòng súng hoạt động với công suất lớn nhất, mỗi một giây trôi qua đều có 100 phát đạn được bắn ra ngoài, ép cho 5 thành viên Sử Lai Khắc ngộp thở. Một bên thì chật vật, bên còn lại thì đứng yên một chỗ thong dong và cười lớn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Hắn ta lại biến hóa hồn đạo khí thành 128 khẩu pháo liên kết lại với nhau. Toàn bộ 128 khẩu pháo đều là hồn đạo khí cấp 5. Một món hồn đạo khí cấp 5 đã đủ sức uy hiếp hồn sư 40 cấp, 50 cấp. Với số lượng dày đặc như vậy thì Sử Lai Khắc sắp bị ăn hành ngập mồm rồi. Đạn bắn ra liên tục không ngừng nghỉ. Các thành viên lần lượt bị trúng chiêu, Lăng Lạc Thần phải tạo ra một bức tường băng ngăn cản. Các thành viên còn lại thì tranh thủ lui về phía sau nàng ta để tránh né. Tiếu Hồng Trần lại biến hóa vũ khí. Các khẩu pháo nhanh chóng liên kết lại thành 3 khẩu pháo lớn, vài chục khẩu pháo nhỏ xếp bên cạnh. Tất cả đồng loạt bắn ra công kích. Phía Sử Lai Khắc cùng nhau hợp lực ngăn cản, nhưng tất cả sự chống cự đều vô ích. Khẩu pháo lớn chỉ cần phóng ra công kích một lần đã dễ dàng phá tan tấm tường băng của Lăng Lạc Thần. 5 thành viên Sử Lai Khắc bị sức mạnh đánh bay về sau. Đám người Nhật Nguyệt Đế Quốc thấy vậy liền hô hào vui sướng. Lão sư của bọn họ có vẻ đã cay cú Sử Lai Khắc từ lâu rồi, nên cũng hô hào Tiếu Hồng Trần bắn thật mạnh vào, phải giáo huấn Sử Lai Khắc một trận. Không chịu bỏ cuộc, Đới Thực Hoành lập tức bạo phát hồn kỹ phòng ngự để bảo vệ cho những người khác. Tuy nhiên, dưới sự tấn công dồn dập, Đới Thực Hoành rất nhanh đã bị trọng thương hộc máu. Trong lúc nguy cấp này, Giang Nam Nam đã liều mạng lao về phía địch. Chưa kịp biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã khép lại. Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ vượt qua khó khăn này như thế nào? Các bạn hãy cùng mình đón xem các diễn biến tập tiếp theo nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!